Cụ thể, dự thảo đề xuất cơ sở đào tạo lái xe ô tô bố trí số lượng sân tập lái phù hợp với lưu lượng và chương trình đào tạo. Số lượng sân tập lái tính theo lưu lượng học viên được xác định theo nguyên tắc một sân tập lái ô tô đáp ứng tối đa lưu lượng 1.000 học viên. Ngoài ra, sân tập lái xe ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đủ tình huống các bài học theo nội dung chương trình đào tạo, kích thước các hình tập lái theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với từng hạng xe tương ứng. Diện tích tối thiểu của sân tập lái cũng được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tại dự thảo. Hạng B là 8.000 m2, hạng B và C1, C là 10.000 m2. Các hạng giấy phép lái xe cao hơn là 14.000 m2.